Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Dạng sáng nay trên quốc lộ 45 đoạn qua địa phận xã Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin gần 4 tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 36C01029 lưu thông theo hướng huyện Nông Cống, thành phố Thanh Hóa. Khi đến địa phận xã Quảng Trạch thì bất ngờ lao xuống ao cá của nhà dân bên vệ đường. Cú lao mạnh khiến phần bên bánh lái bị móp nặng, lái xe không thoát ra được. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và gọi xe cứu hộ đến trợ giúp. Tuy nhiên, phải 4 tiếng sau khi xảy ra tai nạn, lái xe mới được đưa ra ngoài với chấn thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật dẫn đến mất lái. Sau 4 tháng thi công, công trình sửa chữa kè ga, đường bao hai bên tàu, mái che kè ga Nha Trang vừa được hoàn thành, đưa vào phục vụ, đã thuận lợi hơn cho hành khách đi tàu. Để tránh ảnh hưởng đến hành khách đi tàu, dự án sửa chữa kè, mái che kè ga Nha Trang được tập trung đầu tư, cải tạo gấp rút trong thời gian ngắn nhất có thể. Chi phí xây lắp là hơn 9 triệu đồng. Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu tập trung cải tạo, sửa chữa, làm mới hệ thống kè trung gian, kè cơ bản theo tiêu chuẩn kè cao, đổ bê tông và lát mặt kè, đồng thời cải tạo hệ thống điện chiếu sáng và một số hạng mục nhỏ tại nhà ga. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao cảnh quan kiến trúc, phục vụ tốt nhất nhu cầu hành khách đi tàu. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, xe khách trên 16 chỗ ngồi và xe tải trên 3,5 tấn phải tạm ngừng lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, đoạn từ đường Đông Hưng Thuận 10B đến đường tỉnh lộ 15 để phục vụ thi công xây dựng hệ thống thoát nước. Riêng đối với xe hai bánh vẫn được phép lưu thông qua khu vực công trường thi công theo 3 lộ trình. Lộ trình 1, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận 10B, Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận 11, Đông Hưng Thuận 7, Tô Ký và ngược lại. Lộ trình 2, Trường Chinh, Phan Huy Ích, Quang Trung, Tô Ký và ngược lại. Lộ trình 3, Trường Chinh, Nguyễn Văn Quá, đường song hành quốc lộ 22, quốc lộ 1, Tô Ký và ngược lại. Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng, có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, thì liên hệ trực tiếp Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị để được giải quyết. Ngày 21 tháng 8, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Long Biên, phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu làm giả biển kiểm soát nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận biển kiểm soát 24N1909 của chiếc xe này có dấu hiệu hàn nối, chắp vá. Tem đăng kiểm dán trên xe được xác định là giả. Theo giải trình của lái xe, anh này mua lại chiếc xe biển kiểm soát 24N1909 của một người đàn ông ở Phú Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Thời điểm mua xe, do không có tiền đi đăng ký kiểm định, nên người này đã mua cả tem và số đăng ký giả của một người không quen biết tại quán nước gần khu vực cầu Thăng Long với giá là 2 triệu đồng. Chiếc xe lưu hành đến nay thì bị phát hiện. Thưa quý vị, nhằm giảm tải cho quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh này giao cho thành phố lập dự án đầu tư làm gần 14 km đường tránh phía tây của thành phố từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Nhưng đến nay đã hơn 6 năm mà con đường vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên. Đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn thuộc dự án đường Hồ Chí Minh qua thành phố Buôn Ma Thuột là con đường độc đạo duy nhất đi các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đoạn đường này hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Chiều rộng mặt đường hẹp, dốc cao, nhiều ổ gà, trong khi mật độ phương tiện lưu thông cao. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết và rất nhiều vụ va chạm giao thông gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Vào mùa mưa thì là nước là không có lỗ thoát được.
rồi mùa nắng thì là lại bụi, mà xe cộ thì là nhiều, mà lại đường thì chật hẹp nữa, nên nó là bây giờ chúng tôi ở dân, người dân đây nhìn thấy tai nạn rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi bây giờ chỉ muốn là chính quyền, là những cấp trên á, là bây giờ xem xét lại, coi như là hay là có biện pháp gì á, là giúp người dân chúng tôi ở đây á, là coi như là tránh đi được khỏi bớt thì nhìn thấy những cái tai nạn như vậy. Nhằm giảm tải cho đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương, năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã huy động 464 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ để làm mới gần 14 km đường vành đai tránh phía Tây của thành phố. Đến nay, đã hơn 6 năm trôi qua, công trình thì vẫn ngổn ngang vì chưa thi công xong. 5-6 năm mà cho tới bây giờ mà cứ năm nào mùa nào mùa mưa nào cũng cứ lầy lội, rồi mùa nắng thì bụi bặm. Con đường là cứ múc lên múc xuống, cho đến bây giờ vẫn chưa xong. Chỉ đạo toàn bộ các nhà thầu tham gia của dự án tập trung tăng cường cái phương tiện, nhân lực, máy móc, thiết bị để và kế cả thi công vào K3 để đảm bảo hoàn thiện được dự án vào cuối năm 2015 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi thông được tuyến đường vành đai này, áp lực giao thông của đường quốc lộ 14 qua địa bàn trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột sẽ giảm đáng kể, tai nạn giảm và đặc biệt sẽ tạo điều kiện thông thương, thúc đẩy kinh tế phát triển của các tỉnh Tây Nguyên và các vùng lân cận. Tất nhiên là nếu tuyến đường được hoàn thành đúng như lời của vị đại diện ban quản lý dự án thành phố Buôn Ma Thuột kia. Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện đề án triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi Việt Nam, hay còn gọi là GrabCar. Theo đề án, các đơn vị có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng tại 5 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa sẽ thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar. Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt xe ô tô sẽ tải ứng dụng Grab Taxi và thiết bị di động thông minh và đăng ký tài khoản sử dụng. GrabCar sẽ tự động đầu tư toàn bộ kinh phí để xây dựng và triển khai thực hiện đề án thí điểm, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến tháng 12 năm 2018. Sau khi kết thúc đề án thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp hoàn chỉnh chính sách về vận tải hành khách bằng ô tô. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thì trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 120 cây cầu đã và đang trong giai đoạn xuống cấp, 36 cầu yếu không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. Đa phần những cây cầu yếu đều nằm ở những vị trí quan trọng đi vào các cửa ngõ của thành phố. Tuy nhiên, hiện việc sửa chữa, nâng cấp vẫn chỉ được thực hiện một cách dè dặt. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với các cây cầu cũ, Sở đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đưa vào danh mục các công trình cầu yếu trên hệ thống đường bộ đang khai thác, cần sửa chữa nâng cấp. Với 36 cầu yếu, Sở cũng đã kiến nghị thành phố khẩn trương cho phép sửa chữa nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng mới để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, kinh phí để sửa chữa nâng cấp ngay một loạt cầu yếu gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi chờ đợi, Thanh tra Sở Thông Vận tải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm lưu thông quá tải trọng, vi phạm tải trọng cầu trên địa bàn thành phố, đồng thời thường xuyên giám sát, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
Thưa quý vị, khó quản lý giá cước vận tải. Đây là câu trả lời muôn thuở từ phía cơ quan chức năng mỗi khi có những biến động trên thị trường, nhất là biến động về giá xăng dầu. Hiện cách quản lý được áp dụng duy nhất hiện nay là bằng hình thức đăng ký giá của các đơn vị vận tải. Song hình thức này đang bộc lộ nhiều bất cập. Theo các chuyên gia kinh tế, lý do khiến việc quản lý giá cước vận tải luôn khó là do hiện vẫn chưa hề có bất kỳ quy định nào về vấn đề này. Giá cước vận tải không nằm trong diện bình ổn giá và chịu sự khống chế giá của chính phủ, mà phụ thuộc vào thị trường. Do đó, tình trạng mỗi nơi một giá, mỗi doanh nghiệp một giá khác nhau là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để phần nào quản lý tình trạng trên, các nhà quản lý tiến hành kiểm soát giá cước vận tải bằng hình thức kê khai giá, tức doanh nghiệp tự kê khai giá và xin phép cơ quan có thẩm quyền, ở đây là các sở giao thông vận tải địa phương. Nếu được chấp thuận, sẽ thực hiện theo giá đăng ký. Song, hình thức quản lý này đang gặp nhiều bất cập. Các doanh nghiệp thường là sử dụng cái bảng kê khai giá lạc hậu, nhất là khi mà chi phí biến động giá cước vận tải rất lớn, nhất là giá xăng. Như ví dụ là hiện nay các doanh nghiệp vẫn sử dụng cái giá cước từ khi mà giá xăng dầu là tới 120 đô la một thùng, và hiện nay chỉ còn khoảng 45-50 đô một thùng, thì cái đăng ký kia vẫn sử dụng coi như là hợp lệ. Cái thứ hai nữa là cái mức phạt không kê khai hoặc kê khai sai là rất thấp, khiến cho các doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt để sử dụng cái lỗi đó để được kiếm lời cơ hội từ cái việc giá xăng dầu giảm. Bất cập này gây nên nhiều hệ lụy. Rõ ràng nhất là khi giá xăng dầu thế giới và trong nước dù đã giảm nhiều lần thì giá cước vận tải trong nước vẫn bình chân như vậy. Giá cước vận tải tại Việt Nam vì thế mà được đánh giá ở mức cao, thậm chí cao hơn cả Mỹ. Và tất nhiên, người dân phải hứng chịu từ sự quản lý thả nổi này. Ồ ạt phát triển một cách manh mún, cho nên là họ cạnh tranh bằng giá cước. Họ cạnh tranh bằng giá cước thì giá cước không lên được. Và nếu khi mà giá cước thấp á, thì họ cái chất lượng vận tải không lên được, bởi vì họ lại tìm các cái giải pháp để bù đắp. Thí dụ như vòng vo bắt đón trả khách rồi chở thêm hành lý. Không nhất thiết là phải đưa vào cái diện kiểm soát đặc biệt hoặc là nhà nước bình ổn giá hoặc là khống chế giá, mà nên thực hiện những biện pháp mang tính thị trường cao hơn. Ví dụ cho cạnh tranh một cách mạnh mẽ, lành mạnh và tự do. Thứ hai nữa là thực hiện các cái hoạt động mà kê khai, thẩm định giá một cách nó hợp lý. Và cái thứ ba đặc biệt là điều tra kiểm soát chống cái độc quyền. Bình ổn hay siết chặt giá cước vận tải về đúng bản chất trước sau cũng phải thực hiện. Điều quan trọng là cách thực hiện đó có hiệu quả hay không. Bản tin giao thông an toàn ngày 22 tháng 8 của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.